Paris vào năm 1898 như là thung lũng Silicon của ngành công nghiệp ô tô. Câu lạc bộ các hãng xe lớn lúc đó đã thống nhất phải tổ chức một triển lãm để phô diễn những sáng tạo mới nhất của mình. Rất nhiều hãng cạnh tranh để khoe công nghệ ở Paris. Họ đua nhau đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm hợp thời trang, xa xỉ hay những sản phẩm định hình những phong cách, lối sống của nhiều cộng đồng sau này. Triển lãm ô tô Paris đầu tiên được tổ chức tại vườn Tuileries với 140.000 khách tham quan. Các hãng xe muốn tham gia trưng bày sẽ phải chứng minh mình xứng đáng bằng cách chứng minh sản phẩm đó có thể hoàn thành quãng đường từ Paris tới Versailles trong hoàn cảnh kiểm định nghiêm ngặt. Triển lãm Paris gắn liền với mọi dấu mốc phát triển của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Năm nay đánh dấu triển lãm ô tô Paris tròn 120 tuổi. Đúng dịp này, VinFast, thương hiệu ô tô của Việt Nam, cũng sẽ chính thức ra mắt hai sản phẩm của mình tại Paris Motor Show, khẳng định tham vọng và niềm tự hào thương hiệu Việt tại một sân chơi lớn. Mẫu SUV và sedan của VinFast qua mặt tại triển lãm sẽ là những đại diện của tinh hoa công nghệ và sự đột phá trong thiết kế, thể hiện đúng ý nghĩa của buổi triển lãm kỷ niệm 120 năm Paris Motor Show, làm mới giấc mơ về ô tô. Lễ ra mắt xe VinFast tại Paris Motor Show 2018 sẽ diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 10.